cho cá lóc mới nướng vào. Tại vì cá lóc mình đã quen thuộc kho nấu canh chua, hôm nay mình làm món này ăn cho đỡ ngán. Mình sẽ làm món cá lóc nướng chui. Với cá lóc nướng chui là mình sẽ rửa cà và ăn kèm với bắp tay. Rửa cà mình luộc nha, luộc chung với bắp tay. Mình rửa nhiều nước cho sạch. Mình sẽ bật lửa lên và luộc cà với bắp tay. Sẽ cho một xíu muối vào, cho đậu bắp vào luôn. Thả cà vào luôn nha. Giờ mình đã luộc xong, bắt đầu giờ mình làm nước mắm cà nha. Bây giờ mình sẽ làm nước mắm cà gồm tỏi và củ hành tím, nước mắm. Cho vài lát ớt. Miếng đường cho nó giảm cái độ mặn. Như mình sẽ để cà.
cho 3 trái cà luộc khi nãy vào. Mình sẽ dầm ra. Giờ đây mình đã dầm xong. Bắt đầu bây giờ mình cho cá nướng vào. Cá lóc đồng nướng trui. Mình có được hai con cá lóc đồng. Bây giờ mình chuẩn bị nướng trui nha. Mình sẽ dùng hai cây tre mình xỏ vô như thế này và mình nướng. Chín lá. Thì mình sẽ cầm dựng đứng cá lên như thế này. Giờ mình đốt lửa nha. Dục lại nhiều vô không có cháy không? Mình sẽ cạo cái lớp khét này ra. Và xong. Mình đã nướng xong. Mình sẽ cạo cho sạch cái phần khét này. Phần da, còn cái dải á, cái dải của nó khi mình nướng nó sẽ bị đen như vậy và mình cạo ra sẽ hết.